Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nhiệm vụ của Nguyễn Hòa Bình thất bại, tên tuổi bị bại lộ, vì sao bị lộ. Như thông tin mà tờ Thể báo chấm đê đã đưa tin trước, vì việc Nguyễn Hòa Bình âm thầm Sabalin trú tại Đại sứ quán Việt Nam ở đây. Đây là thông tin mật mà chúng tôi có được và mục đích chuyến đi cũng được chúng tôi nói ở bản tin phía trước. Thông thường các ủy viên Trung ương Đảng hay cao hơn là các ủy viên Bộ Chính trị khi sang Đức thường có những cuộc gặp với kiều bào Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Đức và thường lên giọng để khuyên giải họ điều này, điều kia. Tuy nhiên lần này, ông Nguyễn Hòa Bình đã âm thầm sang mà không muốn cho ai biết là vì lý do gì, câu hỏi đang được dư luận đặt ra. Đấy chắc chắn là một nhiệm vụ bí mật mà họ không muốn công khai ra cho nhiều người biết. Nhiệm vụ ấy đã được Thời báo chấm đê công bố trên bản tin, tức thì xem như bí mật đã không còn là bí mật nữa và ông Bình bắt buộc phải lộ diện. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình chụp hình ở ngay sảnh bên trong tòa án thượng thẩm ở Berlin. Không giấu được bí mật nên vào ngày 2 tháng 7, từ Thời báo Việt Nam Plus đã đưa tin về chuyến đi của ông Nguyễn Hòa Bình với nội dung như sau. Nhận lời mời của Bộ Tư pháp Cộng hòa Liên bang Đức và được sự đồng ý của Chủ tịch nước và Ban Bí thư, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Tòa án Nhân dân tối cao thăm Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7. Mục đích chuyến thăm là tìm hiểu một số chủ đề trong cải cách tư pháp hiện nay, bao gồm chế định nhân dân tham gia vào hoạt động xét xử, tư pháp, vị thành niên và quản trị tòa án. Thực ra phía Tòa án Đức mời ông Tô Lâm là nhân vật mà phía Đức cho rằng đã có chủ mưu trong vụ án bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, chứ không phải mời ông Nguyễn Hòa Bình. Bởi ông Nguyễn Hòa Bình không liên quan gì đến vụ bắt cóc này cả. Ngay cả ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người trực tiếp ra lệnh cho ông Tô Lâm sang Đức bắt cóc, thì tòa án cấp cao ở bang Berlin tại Đức cũng không quan tâm. Họ không xem ông Nguyễn Phú Trọng là chủ mưu, mà chỉ xem người gây ra hành động bắt cóc mà thôi. Họ có thể mời ông Tô Lâm. Thực ra, ông Nguyễn Phú Trọng không cần phải phái Nguyễn Hòa Bình sang vì làm như thế là xem thường phía Đức. Người ta đòi hỏi một đường, phía Việt Nam lại đáp ứng một nẻo, không ăn nhập gì với nhau. Làm như vậy là rất mất lịch sự. Tuy nhiên, bên phía Đức thì vẫn tiếp vì hình ảnh và hình thức ngoại giao mà thôi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình làm việc tại Đức. Có lẽ ai cũng biết được lý do tại sao Tô Lâm không dám vắt mặt sang Đức. Đó là bởi nếu sang có thể bị phía Đức bắt bỏ tù và xét xử, vì lúc đó cả bộ máy nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nổi như cồn trên trường quốc tế. Giờ có cho thịt rồng dắt vàng thì Tô Lâm cũng không dám đặt chân đến nước Đức. Thực ra nhiệm vụ của Nguyễn Hòa Bình sang Đức là để lần mò đồ mới, nơi ở có thể có của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, rồi chỉ đạo cho nhóm mật vụ đang đội lốt nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin tiếp tục bắt cóc một lần nữa. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Nguyễn Hòa Bình thất bại bởi châu Âu không còn tin nhà nước Cộng sản Việt Nam từ sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Thực ra, nhất cử, nhất động của Nguyễn Hòa Bình đều được phía đối thủ giám sát chặt chẽ. Và để cho thất bại, các thế lực thuộc đối thủ đã tung tin mật ra ngoài, làm bại lộ hành tung sang Đức của ông Nguyễn Hòa Bình. Đó là lý do tại sao ông Nguyễn Hòa Bình thực hiện chuyến đi bí mật nhưng bị bật mí sớm như vậy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình cùng ông đại sứ Vũ Quang Minh tại tòa đại sứ Việt Nam ở Berlin. Thực ra nếu có giữ được bí mật thì ông Nguyễn Hòa Bình cũng không thể nào bắt được Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Có thể nói Nguyễn Thị Thanh Nhàn không có chức vụ gì trong bộ máy của nhà nước Cộng sản, nhưng sức mạnh của bà này hơn hẳn Trịnh Xuân Thanh. Mối quan hệ của Trịnh Xuân Thanh chỉ gói gọn bên trong lãnh thổ Việt Nam, còn mối quan hệ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là có liên quan đến những cá nhân, công ty và đặc biệt là các cơ quan tình báo lừng danh của các nước trên thế giới. Nói về quân sự, Nguyễn Thị Thanh Nhàn nắm bí mật không ít, và trong tay của Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện có lý lịch và năng lực các nhà thầu cung cấp vũ khí lớn mà phía đối tác không muốn phía phe chống thương vụ mua bán phía Việt Nam nắm được, nên họ bắt buộc phải bảo vệ. Và liệu chuyến đi của Nguyễn Hòa Bình lần này sang Đức có đem được kết quả gì hay không thì chúng ta còn phải tiếp tục theo dõi trong thời gian tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thanh Nghị xuất kích
quyết lấy số má với cánh miền Bắc. Có thể nói ông Nguyễn Thành Nghị là bộ trưởng Bộ Xây dựng hăng hái nhất hiện nay. Nghị tỏ ra là một bộ trưởng trẻ, tài năng, dám làm. Tới khi nhậm chức bộ trưởng đến nay đã được 18 tháng, Nghị nhiều lần ra các quyết định làm nhiều lãnh đạo ở Sài Gòn và Hà Nội thấy nhột và có nguy cơ bị phanh phui ra sai phạm của họ. Mới đây, vụ hòa giải Thủ Thiêm bất thành, Nghị cũng cử người của Bộ Xây dựng tham gia cùng thuộc hạ của ông Tổng. Đây là ý định muốn dựa hơi ông lớn để xây dựng thế mạnh bằng đôi chân của mình, thay vì luôn cầu cứu bà Dũng dọn sẵn mâm cỗ cho ăn. Đây là hình ảnh Nguyễn Thành Nghị và Nguyễn Xuân Phúc. Trên Nguyễn Thành Nghị thì có Phạm Minh Chính vững như bàn thạch, dưới có bà Dũng luôn vận động hành lang ủng hộ. Còn phía ông Tổng dường như không chấp cậu nhóc con trai của đối thủ làm gì, bởi Nguyễn Phú Trọng đang tập trung vào những đối thủ nặng ký hơn rất nhiều. Đó là những thanh củi gộc từ Bắc đến Nam ngày một nhiều. Với tư cách là một bộ trung bình trong chính phủ, hầu hết các đời bộ trưởng trước Nghị đều an phận thủ thường, ngồi hết nhiệm kỳ rồi kiếm thêm một suất nào đó cao hơn như Trịnh Đình Dũng hoặc về vườn vui thú điển viên. Tuy nhiên Nghị thì lại khác. Nghị hiện nay đang muốn phá cái rớp của người tiền nhiệm. Nghị có tham vọng rất lớn chứ không an phận thủ thường như mọi người vẫn nghĩ. Mục đích của Nghị là ghế phó thủ tướng thường trực rồi ghế thủ tướng như bố của ông ta đã từng trải qua. Ít nhất Nghị phải bằng bố mình, chứ thua thì người đời sẽ cười chê. Ông bố Nguyễn Tấn Dũng thì không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng Nghị thì lại khác. Nghị là tiến sĩ ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, tốt nghiệp tại Hoa Kỳ hẳn hoi, chứ không phải tay mờ. Vậy nên Nghị càng phải nỗ lực, mà muốn tiến thân thì phải làm lớn. Mới đây, Nghị đã cho thanh tra xây dựng lục lại những sai phạm đất đai từ thời ông Nguyễn Thế Thảo làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Thế Thảo là người tiền nhiệm của Nguyễn Đức Chung, người Thảo tin cho rằng đây là hành động lấy số má với cánh miền Bắc lâu nay chẳng ưa gì cánh miền Nam. Đây là hình ảnh quyết đập cánh phía Bắc. Nghị cũng biết hễ thanh tra ra là sẽ lòi ra sai phạm. Từ vụ thanh tra đó, phía Nghị đã chỉ ra rằng có hàng chục dự án công trình được Sở Kế hoạch Kiến trúc điều chỉnh phù phép theo hướng nâng tầng, tăng mật độ xây dựng và hô biến từ đất đơn chức năng thành đa chức năng, đất tải tùy tiện. Sau đó là Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân cấp quận cấp phép xây dựng bừa bãi, buông lỏng quản lý xây dựng trong thời gian dài, góp phần băm nát quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu. Báo cáo thanh tra công bố công khai vào tháng 8 năm 2007, khi đó ông Nguyễn Thế Thảo được điều động từ vị trí Bí thư Thành ủy Bắc Ninh làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tới cuối năm 2015, ông Thảo nghỉ công tác. Kết luận thanh tra số 39 của Bộ Xây dựng đã chỉ ra, trong thời gian ông Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, có rất nhiều dự án công trình được điều chỉnh theo hướng chất tải, bất chấp quy định của pháp luật, sức chịu đựng của hạ tầng cơ sở. Kết luận thanh tra số 39 của thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra hàng loạt sai phạm trên tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu thời ông Nguyễn Thế Thảo giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khi đó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng, vẫn là chỗ dựa tốt cho Nguyễn Thành Nghị. Như tờ báo Công Thương đã đưa tin, trong kết luận thanh tra số 39 của thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành mới đây, hàng loạt sai phạm trong công tác điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại hầu hết các công trình thuộc khu vực này đã bị vạch rõ. Theo đó, các dự án được lập chấp thuận tổng mặt bằng phương án kiến trúc tỷ lệ 1/500 rồi điều chỉnh nhiều lần, tức là có dự án tới 5 lần điều chỉnh nhưng không được công bố công khai minh bạch, dẫn đến tổ chức cá nhân có trách nhiệm trong quản lý đô thị không biết để quản lý, giám sát thực hiện theo quy định của luật xây dựng cũng như luật quy hoạch đô thị năm 2009. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã điều chỉnh sai quy hoạch, sai quy định pháp luật tổng số 56 đồ án, dự án, công trình được kiểm tra gồm 4 đồ án quy hoạch chi tiết, 16 lần điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết, 22 lần điều chỉnh bằng các văn bản chấp thuận,
như vậy là sai phạm đã lòi ra. Vấn đề là ai sẽ hỗ trợ Nghị xử lý những cá nhân này? Đấy là câu hỏi được đặt ra hiện nay.